Dũng Cát xin kính chào tất cả các anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Dũng Cát. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với các anh chị các bạn về cái chủ đề đó là quản lý độ kiềm trong ao nuôi tôm. Thì cái độ kiềm là gì? Thì độ kiềm tức là cái người ta sẽ đo cái hàm lượng cái thông thường cái đơn vị tính của nó là miligam CaCO3 trên lít. Thì tức là nó sẽ đo cái hàm lượng của các cái ion, ví dụ như là HCO3 trừ, CO3 2 trừ hay là OH, tức là đo cái bicarbonate và cái hydroxit ở trong cái môi trường nước. Thì đó chính là cái độ kiềm. Như vậy thì khi đo được các cái hàm lượng đó ở trong cái môi trường nước thì nó có một cái ý nghĩa như thế nào, hay là cái vai trò của độ kiềm trong ao nuôi tôm? Thì nó có hai vai trò tác động rất là rõ rệt. Cái thứ nhất là nó tác động lên cái con tôm của chúng ta, và cái thứ hai là tác động lên môi trường. Thì đối với tôm á, nếu mà cái độ kiềm mà thích hợp trong nuôi tôm đó, đối với tôm thẻ thì từ 120 cho đến 108, còn đối với tôm sú là từ 80 cho đến 120. Nếu mà độ kiềm thấp á, thì sẽ làm cho con tôm của chúng ta là nó sẽ lột xác không được tốt, hoặc là lột xác bị dính vỏ. Còn nếu mà độ kiềm cao thì làm cho con tôm nó sẽ bị bó và khó lột xác. Như vậy thì tất cả nó đều ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển của con tôm. Do đó là chúng ta cũng cần phải lưu ý về cái vấn đề độ kiềm. Cái thứ hai nữa là đối với cái môi trường thì độ kiềm nó có cái vai trò rất là quan trọng, là có cái mối liên hệ tác động qua lại đối với cái pH. Tức là khi mà độ kiềm nó nằm trong cái phạm vi thích hợp mà nó cao, trong phạm vi thích hợp, thì khi mà pH mà có dao động thì cái độ kiềm nó sẽ trung hòa, làm cho pH biến động không nhiều. Ví dụ như cái pH của chúng ta là thấp, cái hàm lượng cái hydro, cái H cộng ở trong môi trường nước nhiều, thì nó sẽ phóng thích độ kiềm, nó sẽ phóng thích ra, nó sẽ kết hợp với cái hàm lượng đó thì nó sẽ trung hòa trở lại. Như vậy thì người ta nói cái độ kiềm chính là cái hệ điện của cái môi trường nước, tức là làm cho cái pH trong ngày của chúng ta dao động không quá 0,5 đơn vị. Ví dụ như là sáng 7,8, chiều 8,3, tức là từ sáng đến chiều nó dao động không quá 0,5 đơn vị, thì khi đó là tôm của chúng ta không bị sốc. Còn nếu mà độ kiềm mà nó thấp và làm cho cái pH luôn biến động, ví dụ sáng các bạn đo 7,8, chiều các bạn đo lên 9, tức là sự chênh lệch trong ngày quá lớn, thì làm cho tôm của chúng ta bị sốc. Đó là cái vấn đề thứ nhất, là nói về cái vấn đề ổn định pH. Cái thứ hai là nó ổn định và nó giúp cho tạo phát triển tốt, tức là độ kiềm nó nằm ở cái phạm vi tương đối thì nó sẽ làm cho cái tạo phát triển tương đối tốt. Ví dụ như độ kiềm quá thấp thì đối với một số ao thì trong cái quá trình mà gây màu thì chúng ta gây màu có thể là nó không lên, nhưng mà khi chúng ta đánh cái độ kiềm tương đối chuẩn tí xíu thì lúc đó chúng ta sẽ gây màu lên. Tại vì khi mà độ kiềm cao thì cái mức độ hòa tan cái phốt phát ở trong cái môi trường nước thì rất là tốt. Chính vì vậy mà cái phốt phát này lại là cái dưỡng chất cần thiết giúp cho tảo chúng ta phát triển. Do đó là khi mà có độ kiềm tối ưu thì cái mật độ tảo hay là cái việc kiềm vào nước chúng ta cũng tương đối tốt và dễ dàng. Đó chính là cái vai trò của cái độ kiềm trong môi trường nước. Thì trong quá trình nuôi tôm thì chúng ta thường gặp hai cái vấn đề, một là cái độ kiềm cao, hai là cái vấn đề về độ kiềm thấp. Thì cái độ kiềm cao là thường chúng ta gặp ở những cái ao mà có cái độ mặn nó tương đối nó cao, thì những cái vùng có độ mặn cao thì độ kiềm nó sẽ tương đối cao. Hoặc là đối với những cái khu vực mà người ta nuôi tôm mà sử dụng một cái nước giếng tầng nông á, tức là có những cái khu vực mà có cái nước giếng đó thì cái độ kiềm nó đo ra, tức là lấy nước vô thì đo ra thì cái độ kiềm cũng tương đối cao. Thì đó là những cái ao mà có độ kiềm cao. Còn ngược lại, đối với một số cái ao mà có cái độ kiềm thấp, trong cái trường hợp là một là cái vùng nuôi của chúng ta thì cái độ mặn thấp, hoặc là nhiều cái hộ là nuôi tôm trong cái điều kiện là nước ngọt luôn, thì khi đó là cái độ kiềm nó sẽ thấp. Cái thứ hai nữa là trong ao có thể là có nhiều cái nhuyễn thể hai mảnh vỏ, ví dụ như ốc hến rồi đó, thì những con này thì trong cái quá trình mà sinh sống của chúng sẽ hấp thu cái carbonate
nó làm giảm cái độ kèm và nó sẽ lọc ăn tảo, chính vì vậy mà làm cho nước nó trong và cái độ kèm của ao nuôi chúng ta thấp. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta thường thấy đối với những cái ao mà có cái độ kèm thấp và hoặc là đối với những ao có độ kèm cao. Thì làm sao để chúng ta biết cái độ kèm của chúng ta ở trong nước ở cái mức bao nhiêu? Ví dụ như là hồi nãy chúng có chia sẻ là 108 đến 120 đến 108 là đối với tôm thẻ, còn đối với tôm sú là từ 80 cho đến 120. Thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng một cái test đo độ kèm, ở đây là cái test đo KH. Thì đối với test đo này thì chúng ta sẽ sử dụng cái 50 ml nước của ao nuôi của bà con, sau đó là sẽ có những cái dung dịch để chúng ta so nhỏ vào. Ở đây sẽ có những cái dung dịch thì bà con cứ nhỏ vào. Thì giọt đầu tiên thì nó sẽ chuyển sang cái màu xanh và bắt đầu chúng ta nhỏ tiếp những cái giọt thứ hai, thứ ba tới khi nào mà cái dung dịch đó nó chuyển sang màu vàng. Thì lúc đó là chúng ta sẽ tổng số giọt chúng ta nhân cho 17,9, hay mà nếu mà tính trung bình thì nhân cho 20 cho dễ. Thì thí dụ là 4 giọt thì chế độ kèm trong ao của chúng ta là 80 mg trên lít. Thì đó chính là cái cách đo độ kèm. Thì khi mà chúng ta đo được độ kèm thì bà con nên là thường xuyên chúng ta đo cái độ kèm trong môi trường nước chúng ta. Thì thông qua cái việc mà bình thường chúng ta dòm cái màu tảo, cái màu nước ao thì chúng ta cũng biết được cái chất lượng nước của chúng ta mức độ tương đối. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên đo cái độ kèm thường xuyên, có thể là 3 ngày đo lần, hoặc là tệ lắm thì chúng ta một tuần bắt đầu là chúng ta đo cái độ kèm một lần, để khi mà cái độ kèm có những cái biến động nào đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó thích hợp. Thì giả sử ví dụ như trường hợp thứ nhất là ao chúng ta mà có độ kèm cao thì cách chúng ta xử lý như thế nào? Thì khi có độ kèm cao thì nếu mà có cái nguồn nước mà có độ kèm thấp thì chúng ta giải pháp tốt nhất là chúng ta thay nước để trung hòa cái nước với cái độ kèm thấp, thì làm cho cái nước ao chúng ta nó giảm độ kèm. Thì chúng ta có thể là một tuần chúng ta thay nước 3 lần, mỗi lần từ khoảng từ 20% tới 30% cái lượng nước trong ao đó. Thì chúng ta làm liên tục như vậy thì nó giảm. Ngoài ra chúng ta có thể là kết hợp đánh thêm một cái sản phẩm, đó là cái EDTA, đánh cái EDTA xuống, để mà đặc biệt là chúng ta phải đánh vào ban đêm. Thì lúc đó cái độ kèm chúng ta giảm xuống và đánh theo cái liều hướng dẫn. Ví dụ như thông thường cái gói thương phẩm á, thì đánh 1 kg khoảng 1.500 đến 2.000 m³ nước thì nó sẽ giảm độ kèm xuống. Ngoài ra thì đối với những ao mà cái tảo dày quá thì cái độ kèm nó cũng tương đối cao, thì các bạn phải điều chỉnh cái hàm lượng tảo chúng ta ở cái phạm vi tương đối ổn. Ví dụ như là cái độ trong nước từ 30 đến 40 cm là cái lúc đó là cái độ trong ổn định, và cái tảo tương đối là nó đảm bảo cho cái quá trình phát triển tốt nhất và cái môi trường ổn định. Và nếu chúng ta để tảo dày quá hoặc là tảo thưa quá thì cũng không nên, do đó là chúng ta phải kiềm hãm lại. Còn trường hợp đối với ao mà có cái độ kèm mà quá thấp, chúng ta cần phải nâng kèm, thì các bạn sử dụng kết hợp nhiều cái giải pháp. Thì trong đó là một là chúng ta sẽ đánh cái vôi canxi, tức là cái CaSO3, thì khoảng từ 2-3 kg 100 m² ao và đánh vào ban đêm đó. Rồi kết hợp cái thời điểm mà lúc khoảng từ 3-4 giờ chiều thì chúng ta nên đánh thêm một cái sản phẩm, ví dụ ở đây có sản phẩm là VS Lear hoặc là những cái sản phẩm tương tự á. Thì trong cái sản phẩm nó có thành phần của nó là cái bicarbonate. Thì như hồi nãy chúng phân tích ban đầu, độ kèm chính là người ta đo cái hàm lượng của bicarbonate và hydroxit đó. Thì đánh cái bicarbonate này xuống, cái VS Lear này xuống, thì nó sẽ nâng cái độ kèm. Kết hợp thêm chúng ta đánh vô canxi 2-3 kg 100 m³ vào ban đêm. Thì ngoài ra sáng hôm sau thì chúng ta sẽ đánh thêm cái dolomite để chúng ta dằn giữ kèm lại. Tức là chiều 3 giờ thì bắt đầu là chúng ta đánh cái vết liên này, rồi sau đó là tối lại á, thì chúng ta đánh cái CaSO3 vào. Qua hôm sau 90 giờ sáng hôm sau bắt đầu là chúng ta đánh một bao dolomite trên 1.000 khối. Đó, thì để giữ cái độ kiềm lại, thì như vậy thì chúng ta sẽ tăng được cái độ kiềm. Và trong cái quá trình nuôi thì để xử lý môi trường thì cái việc mà tăng độ kiềm lên thì rất là khó và rất là chậm. Thì với cái sự kết hợp này thì độ kiềm nó sẽ tăng từng bước, và đặc biệt là trong quá trình nuôi thì
chúng ta sẽ sử dụng định kỳ cái giải pháp này để cho cái đầu kiềm chúng ta nâng từng giọt lên, chứ không phải là chúng ta đánh một lần là nó nâng một lần là 2-3 giọt. Nâng lên nửa giọt rất là khó các bạn, nhưng mà quan trọng là khi nâng lên rồi chúng ta đánh để dằn và giữ cái đầu kiềm, rồi để những cái chu kỳ tới là chúng ta đánh để chúng ta sẽ nâng từ từ. Trong quá trình nuôi thì đảm bảo làm sao mà suốt vụ thì lúc đó cái đầu kiềm chúng ta nằm trong cái phạm vi mà tương đối ổn định, đó là từ 80 cho đến 180. Đối với tôm nuôi chúng ta thì lúc đó là cái đầu kiềm, cái môi trường nước luôn tốt, thì lúc đó cơ tôm nuôi chúng ta là sẽ lột xác đều đặn và mau lớn. Thì trên đây là tất cả những cái thông tin Dũng chia sẻ về cái vấn đề quản lý đầu kiềm trong ao nuôi tôm. Thì hy vọng bà con sẽ yêu thích video này và hãy nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn chuông cũng như là chia sẻ cái video này cho nhiều người cùng xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với bà con trong những cái video tiếp theo.